Chương trình tạp chí văn hóa văn nghệ của Đài Truyền hình Trà Vinh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân soạn giả Viễn Châu là một trong những cây đại thụ của sân khấu cải lương. Ông đã sáng tác hơn 2.000 bài ca giọng cổ, hàng trăm vở cải lương đã ăn sâu vào lòng công chúng, đã làm cho bài giọng cổ thăng hoa và chắp cánh cho không ít nghệ sĩ trở thành ông hoàng, bà chúa trên sân khấu cải lương. Chương trình hôm nay, Lê Vân mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tâm sự của ông về những bài ca. Dù tuổi đã ngoài 90, nhưng mọi ngày, nghệ sĩ nhân dân soạn giả Viễn Châu vẫn miệt mài sáng tác, lấy tiếng đàn làm bạn, lấy sáng tác giọng cổ làm vui. Với ông, đây là hơi thở, ông dí mình như con tầm rút ruột nhả đến sợi tơ cuối cùng. Căn phòng nhỏ này là nơi ra đời của hàng ngàn bài giọng cổ bất hủ với thời gian lưu danh hậu thế. Đây có thể xem là kho tư liệu quý cho sân khấu cải lương. Ông vốn là người rất kỹ tính. Ông lưu lại rất cẩn trọng bản thảo viết tay những bài giọng cổ mà nay đã trên nửa thế kỷ, những băng đĩa hay những bài báo đánh giá của các ký giả kịch trường. Trong giới cải lương, có nhiều nghệ sĩ được khán giả và ký giả kịch trường gọi với mỹ danh vua để chỉ sở trường của người nghệ sĩ ấy. Chẳng hạn như nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn được gọi là vua giọng cổ, nghệ sĩ Thanh Hải là vua tàu đàn, nghệ sĩ Minh Chí là vua sàng xê, nghệ sĩ Văn Hương là vua giọng cổ hài, nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan là nữ hoàng sầu mộng hay hoàng đế đĩa nhựa Tấn Tài. Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu được gọi là vua viết giọng cổ. Nếu xét kỹ lại thì nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu là vua của các vị vua, ông hoàng của các ông hoàng bà chúa. Không phải tất cả, nhưng cũng không thể phủ nhận, những bài ca của nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu đưa những nghệ sĩ ấy lên ngôi vua, nữ hoàng. Trải qua hơn nửa thế kỷ, nhưng nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu vẫn còn nhớ như in kỷ niệm về những bài ca gắn liền với tên tuổi của những vị vua ấy. Tôi nhớ cái năm đó, để coi, 1960 ạ. Tôi với ông Hồng Hoa đi vô trong giải trí trường Thiên Hà, trong đó có cái quán văn nghệ của nghệ sĩ Lệ Liễu, vô nghe ca giọng cổ để chơi vui mà. Thì sau gặp ông Văn Hường, lần đầu tiên tôi gặp Văn Hường, đi lên sân khấu đi ca, tôi nói sao ông này ông ca hát cái giọng cổ mà ông có nét mà hài hước mà pha trong đó nghe lạ lạ quá vậy, thấy không? Tôi mới nghĩ ra, được rồi, mẹ mời ông này về, tôi viết một giọng cổ hài cho ông ca thử coi ra sao. Cái tôi nói với ông Hồng Hoa, ông đồng ý. Hôm sau thì tôi lên nhà Văn Hường, tôi hỏi thăm nhà ông ở trên gì đây. Rồi dắt lên trận, tôi mời Văn Hường về, mời Văn Hường vô hẳn Hồng Hoa. Văn Hường đồng ý tính thâu. Tôi viết cho bài đầu tiên cho giả là cái bài Đêm Tận Hôn. Đó. Viết bài ra bán chạy ghê, cái lối hài hước mà, biết không? Ý theo cái cách ca của anh Văn Hường, thấy không? Thì tôi lấy cái đó mà tôi làm luôn 6 câu hài hước hết từ đầu tới mũi luôn, thì cái dĩa ra được mà với mọi điệu hoan nghênh quá. Cái dĩa thứ nhì tôi để mà cái tư ớt đi Sài Gòn, rồi trình lại là ăn tiền nữa, rồi sau đó là một loạt tư ớt đại chiến Văn Hường, tư ớt đi coi cải lương, này một loạt tư ớt nữa là giọng cổ hài nó được người ta lại đón nhận một cái rất là đông đảo và là thích thú. Và bài giọng cổ Tình Anh Bán Chiếu gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn, sống mãi trong lòng người mộ điệu và giới sân khấu cải lương, cũng có một hoàn cảnh ra đời rất đặc biệt. Tôi nhớ cái năm đó là 1961, mà trong lúc tôi đang làm soạn giả thường trực cho hãng dĩa hát Asia, tức là Hồng Hoa. Thì trong lúc đó anh Út Trà Ôn ảnh làm cho hãng dĩa Quỳnh Sơn. Thì hãng Hồng Hoa, vấn đề mà làm ăn họ cạnh tranh với nhau mà. Họ ký hợp đồng được với Út Trà Ôn, tức là đem Út Trà Ôn về cho độc quyền cho hãng Hồng Hoa. Thì một hôm nữa, ông giám đốc ông ấy nói với tôi rằng, anh Bảy ơi,
chúng tôi vừa ký hợp đồng với anh Úc Trộn về làm độc quyền cho hãng mình. Vậy thì anh viết cho anh Úc Trộn một bản để giới thiệu một danh ca, ha, để về cho hãng hôm qua mà anh viết một bài nào cho hay, ha, để cho Úc Trộn ca cho ngon lành của anh bảy. Nói vui vậy đó mà. Rồi tôi gật đầu để đồng ý. Tôi cũng đang suy nghĩ nha. Một tay ca giọng cổ như Úc Trộn, thấy không? Mà mình viết lôi thôi đâu được, thấy không? Rồi dĩa đầu tiên mà của anh về hãng dĩa mình nữa. Thì hôm đó tôi có việc tôi đi xuống Bạc Liêu. Tôi đi, rồi vẫn về đi ngang ngã bảy Phụng Hiệp. Ngừng xe lại ở bên đường, bên dĩa đường. Ngồi ở quán cà phê cốc ở dưới bóng cây. Ngồi uống cà phê tà tà vậy. Nhìn qua bên kia đường thấy một anh bán chiếu. Anh dựng bó chiếu ở trên cái cội cây. Anh lấy nón lá, anh quạt, trời nước trưa nóng nực. Tôi nhìn vô trong sâu, trong xa, qua kính mấy cái thửa ruộng, ruộng khô năm đó mà. Thì thấy xa xa có cái đám, cái nhà nọ, đám cưới, treo đèn, kết hoa, đẹp. Tôi mới nghĩ lại. Tôi, cái đề tài tôi chợt tới lẻ lắm. Tôi nghĩ lại sao, tại sao mà ông làm cho anh bán chiếu này có một mối tình cho đẹp. Tức là anh có yêu một cô gái nào trong kia mà anh em đang chiếu lên đây đặng mà giao cho ngõ cô nọ, thì cô nọ đã sắp sửa về du quy về nhà chồng. Anh đứng anh thất vọng, anh buồn bã. Thì tôi suy nghĩ chỉ bao nhiêu đó thôi, thì từ lên xe từ ở ngã bảy về tới Sài Gòn là tôi đã xong giờ bài dụng cổ tình bán chiếu. Tài năng và đức độ của một người nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, ông luôn sống trong sự quý mến của những nghệ sĩ. Các thế hệ nghệ sĩ đi sau luôn dành cho ông sự tôn kính của một bậc thầy và vô cùng hãnh diện khi được ca những bài ca ông viết. Đã đàn hay mà cộng thêm cái là viết giỏi, viết bài ca cho tụi tôi hát mà. Đi sau ca hát nó hấp dẫn lắm. Như bài tình anh bán chiếu làm cho người ta khán giả say mê. Những cái bài giọng cổ mà chú Bảy viết đó là đã in sâu đậm vào lòng của khán giả, bà con cô bác và nghệ sĩ, chẳng hạn như Ngọc Dào. Nhờ những cái bài hát đó mà Ngọc Dào cũng được nổi tiếng. Thành ra tất cả những cái gì mà từ hồi xưa tới bây giờ mà chú Bảy không có viết bài thì thôi, mà viết bài nào thì là cái bài đó sẽ in sâu đậm vào lòng của khán giả. Và cái người nghệ sĩ nào mà được hát những cái bài mà chú Bảy viết thì là những người nghệ sĩ đó sẽ được nổi tiếng. Nhưng Thanh Kim Huệ đối với bác Bảy là Thanh Kim Huệ nghĩ mình nếu đứng xếp hạng theo thứ tự thì là lực mà đệ tử sao nhiều lắm, là sao chị Lệ Thủy, sao chị Mỹ Châu và sao hàng loạt người. Nhưng mà Thanh Huệ rất là quý trọng bác Bảy vì bác Bảy thật sự là một thiên tài của sân khấu cải lương. Chính bác Bảy là người viết những cái bài giọng cổ mà Thanh Huệ cảm thấy cảm phục vô cùng, nhất là những cái bài hài của nghệ sĩ Văn Hường, rồi những cái bài văn cổ giao duyên cho chị Lệ Thủy, chị Mỹ Châu trình diễn thì Thanh Huệ rất là mê. Thành ra Thanh Huệ vì mê những cái bài hát đó cho nên Thanh Huệ mới học hỏi rồi đi theo hát. Lúc mà chị Thủy là đã nổi danh rồi thì Thanh Huệ vẫn còn đi lủng đủng đi kiếm những cái bài ca đó để về mà học mà bắt chước theo. Thì Thanh Huệ đối với bác Bảy thì rất là một cái lòng hết sức là ngưỡng mộ, kèm sự kính trọng và ngưỡng mộ vì bác Bảy bây giờ là một trong những cây đại thụ lớn nhất của sân khấu cải lương. Và chính bác Bảy là người góp phần đưa cải lương đi sâu vào lòng người, cũng như những cái bài hát mà không thể nào. Và Thanh Huệ nghĩ rằng 100 năm sau mọi người ta vẫn nhớ là bài Tình Anh Bán Chiếu thật sự, và bài Võ Đông Sơ. Thì bây giờ đi đâu thì người ta cũng hát cái bài này. Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu được người trong giới xem là bậc kỳ tài với lối ứng tác. Ông viết rất nhanh nhưng không vì thế mà thô dụng. Nhiều bài ca ra đời chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng có sức sống lâu dài. Điều đó càng khẳng định tài năng thiên phú của ông. Đó kể là cũng hơi vui vui đó. Thỉnh thoảng những cái bữa mà không có thu thanh tôi vô trong hãng chơi.
thì gặp Hội Phước ở trong. Hội Phước đi diễn ở miền Tây hoặc miền Trung rồi về, thể về thì ghé vô hãng chơi cho vui, hoặc là có thâu gì để mà thâu thanh chơi cho nó vui. Bởi vì muốn kiếm được, mời một ca sĩ mà ca thì cũng nhiều khi cũng bận biểu kẹt này kia lắm. Thì ông giám đốc ông mới hỏi tôi, anh Bảy, mình có bài ca nào không, đang đưa cho anh Hữu Phước anh ca. Tôi nói bài nào cũng đem ra thâu hết trơn, thì còn đâu để dành đâu chờ. Ông nói anh viết liền anh ca được không. Tôi nói liền chắc cũng phải sáng thì được chứ. Thế thì có Hữu Phước đó rồi, có tôi đó rồi, cho người chạy đi mời anh chuyên viên thâu thanh. Anh đâu có sẵn đó. Mà hồi xưa là hãng dĩa cũng chưa có điện thoại di động như bây giờ đâu à. Cho người chạy đi kêu, cho người chạy đi mời anh hai anh Đần, thấy không? Anh Văn Dĩ, Nam Cơ đó. Còn tôi thì lượm được miếng giấy nào đó, tôi đi làm việc không có viết miếng giấy nào trong túi đó. Tôi lượm được miếng giấy trà đó, giấy gói trà mà giấy tờ phía trong, tờ phía ngoài đã có in hình ảnh hiểu ra đàng hoàng, còn bên trong là trắng không. Rồi mượn cho ai thì cho mượn cái viết cho Hữu Phước nghe. Tự nhiên cái ý nghĩ bây giờ có đề tài gì đây, thường thường viết về mẹ thì dễ viết nhất, nhất tình cảm nghe. Tôi để cái tựa nhớ mẹ cái đó. Tôi có thói quen là khi nào viết tôi để cái tựa, tôi lấy cái viết tôi kẻ hai cái chữ nhớ mẹ cho to nó, rồi để đó mình suy nghĩ câu văn để mà viết. Tôi viết ba câu xong rồi đưa vô trong phòng thâu. Hữu Phước ca vừa xong ba câu đó thì ba câu sau tôi viết rồi đem vô Hữu Phước ca. Hữu Phước ca lẽ tôi viết nhanh thành ra một bài giọng cổ đó làm cái lá ca xong. Đó là bản thứ nhất, bài nhớ mẹ. Cái bản thứ nhì là bản trái khổ qua. Ngày cũng trường hợp giống như là Hữu Phước, là anh Thanh Nhàn anh đi gánh Kim Chung. Anh đi hát khí tỉnh, anh lên cũng như trường hợp Hữu Phước, anh lên ghé hãng chơi. Lại tôi cũng bị cái ông giám đốc, ông nói có bài không để mà cho Thanh Nhàn thâu. Tôi nói bài ở đâu có. Tôi nói thì viết, như viết cho Hữu Phước. Tôi nói rồi, viết thì viết. Mà chuyện này lại kiếm không có đề tài à. Ngồi cái bàn ăn của công nhân ở trong hãng đó, dẹp hết đồ đạc, ngồi suy nghĩ chưa ra. Thì cái anh bếp, lúc đó thì anh bếp để nấu cơm cho công nhân ăn đó mà. Anh đi chợ về, anh mua một cái thúng, để ở trong đó có cá, tôm gì không biết, rau cỏ gì đó, mà ở trên có một mớ khẩu hoa. Tôi nói, rồi, tôi viết cái này rồi, đề tài này có rồi. Tôi mới kể ra ba chữ, để dòng cổ, trái khổ hoa. Tôi nhớ trong lúc đó cái anh Năm Phồi, một danh ca hay không? Ảnh vô chơi đi sau lưng anh tôi viết đó, anh để yên tôi viết, anh sau lưng anh dòm giọng cổ trái khổ qua. Anh đi anh nói với anh ta, anh nói thôi trái khổ qua mà giọng cổ cái gì. Sau này nói lại tôi mới biết không, rồi tôi mới viết trái khổ qua, cũng viết ba câu đưa vô cho anh Thanh Nhàn anh ca. Anh ca xong ba câu trước thì tôi ngoài này tôi viết xong ba câu sau đem vô ca. Ca rồi nó hát nghe lời ai cũng thấy thích thú. Chừng đó anh Năm Phồi anh mới nói trời ơi thôi hết nói rồi. Cha Diễn Châu này cha nó quá dữ, viết nhanh như thế mà cái tựa cái đề tài như vậy mà anh viết được như vậy. Cái bài đó bây giờ rất nhiều người còn đương sử dụng. Khó có thể nói hết được những gì nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu đóng góp cho nghệ thuật cải lương. Nhưng khi nói về mỹ danh vua mà mọi người dành tặng, nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu xem danh lợi chỉ là phù du, chỉ vì niềm đam mê cải lương. Lúc mà đi theo mấy đoàn hát hoặc sống về cái nghề đàn rồi nghề viết tuồng cũng cực nhọc kham khổ, nắng mưa dữ dội, cũng ăn quán ngủ đình gạo chợ nước sông, cũng ngủ hè phố như một số bạn bè mình vậy chứ không phải sang cả gì. Nhưng mà tôi chịu đựng được hết, tôi coi đó là cái niềm vui mà tôi thích thú với nó nữa. Hình như có lẽ tôi không có phổ nhạc là tôi không sống được hay sao, nói đùa cho vui mà tôi thật như vậy. Không ham mà giàu có, không ham tên tuổi đó, làm để vui chơi, làm để vui với bạn bè nhiều hơn, không có tính cách là người thầy đó, mà một danh cầm hay là một sẵn giả tài hoa này kia, những cái từ ngữ đó tôi cũng sợ lắm.
nghệ sĩ nhân dân Viện Châu xứng đáng là cây đại thụ, là vua của những vị vua, ông hoàng của các ông hoàng bà chúa của sân khấu cải lương. Chương trình tạp chí văn hóa văn nghệ của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website www.thtv.com.vn. Lê Vân thân ái chào tạm biệt quý vị. Đường về Trà Vinh, chim hót mừng lúa chim vàng đồng. Hàng dừa ven sông, mưa nắng bao kỷ niệm nhớ mong. Đây đó vang vọng khúc mù âm, tiếng trống xa dâm đến bập bùng. Và điều lâm thông dịu dàng đôi tai múa theo nhịp nhàng. Người về Trà Vinh, năm tháng còn nhớ ao bà om. Trở lại quê xưa, nghe